Chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu tay trên miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay trong video này em xin giới thiệu được các bác và tất cả mọi người một mẫu đẩy công suất gia đình mới bác nhé. Hàng mới tinh phun lốc hộp được nhập về Trung Quốc về bác ạ. Mang thương hiệu của LA, LAB, Gruppen. Với thiết kế hai kênh, mỗi kênh cho ra là 600W một kênh các bạn, phù hợp cho bác chơi gia đình. Thì như đây em đã dỡ sẵn một ít ra để giới thiệu cho các bác, đây em về rất là nhiều này. Rất nhiều này. Thì đây em sẽ là giới thiệu toàn thể các bác về giao diện bên ngoài cũng như bên trong để các bác cùng xem cũng đánh giá về sản phẩm chất lượng đẩy này. Bên ngoài các bác nhìn có thể là gồm hai kênh, kênh A và kênh B với cái hệ thống đèn báo clip cũng như báo tín hiệu cấp vào và rút nguồn phía trước rất là to. Còn phía sau cái đặc điểm rất là hay là gì? Ngoài thiết kế hai quạt gió phía sau đây thì đây là dòng đẩy công suất nhỏ phù hợp cho gia đình nhưng lại có thêm một đường linh ra. Đường linh ra này vụ như các bác nào có thể tận dụng nhà có âm ly này, với linh ra. Rất là hay để sử dụng như là nhà bác đang có một cục đẩy nhỏ nữa mà trên của loa bác mua thêm cục đẩy nhỏ. Đấy, bác có linh ra để chơi song song hai cục đẩy liền. Đấy, rất là tiện lợi. Và cấp vào gồm hai đường cấp vào ca lông và các chế độ đánh như là đánh to 0.75 và đánh nhỏ 0.4 và chế độ là Sitel Euro Paleo cân bằng, Vrai, dồn kênh. Vrai thì bác gạt lên thì đèn nó sẽ báo nhé. Đèn vàng này. Và đường ra loa thì gồm hai đường lưu trích cộng với là bốn đầu tắc kẹp. Kẹp trên loa để âm dương. Và đây là cầu chì này. Đây là về phía ngoài, mặt trước cũng như mặt sau giao diện. Thì bác cùng xem phía trong, phía bên trong. Thì thiết như công suất ra là 600W kênh. Thì bán kính nguồn của này thì cũng gọi tương đối lớn các bác nhé. Thì cũng tổng là thiết kế gồm 24 sò bác nhé, 24 sò và tất cả bằng chạy bằng sò LJWK, sò trường bác nhé, tất cả chạy bằng sò trường. Đấy, các bác cùng xem và đếm cùng em 1 2 3 4 5 6, 6 trên 6 dưới là 12. 12 bên này 12 là 24 nhưng sò thực của nó sẽ bác các bạn đếm ở phần trở kháng trắng đây. 1 2 3 4 5 là 20 trở kháng xứ nhá. Nghĩa là 20 sò thực trên tổng số 24 sò. Đấy. Và thiết kế gồm 8 tụ lọc nguồn. Đấy, các bạn nhìn. Với chỉ số là 50V và 22.000 microfarad. Nghĩa rất là cao. Rất là cao, chỉ số tụ này nó rất là cao. Và thiết kế hai cầu chì hydrole tương ứng với hai kênh. Em sản phẩm cực kỳ chất lượng. Trọng nữa là giá thì em đưa ra cũng cực kỳ hợp lý cho bác chơi gia đình. Con này thì có thể chơi tối đa là được một cặp bát 30 hoặc cùng lắm là hai cặp bát 25 bác nhé. 25 vừa phải. Hoặc một tối đa một cặp bát 30. Rất là phù hợp cho bác chơi công suất gia đình và giá rất là mềm. Và đây thiết kế thêm một cái đường hai đường linh ra nữa để bác có thể chơi ghép phối hợp thêm cục đẩy cũ nhà mình tận dụng lại hoặc là âm ly. Đấy, một điều quan trọng ở trên cục đẩy này có tích hợp được. Và đối với sản phẩm đẩy mới này thì bên Hiếu Minh bảo hành cho bác là 1 năm bác nhé, bảo hành 1 năm và đổi mới trong 1 tháng đầu. Thì trong video này thứ nhất em vừa sẽ giới thiệu sơ lược về bên ngoài cũng bên trong các bác cùng xem và đánh giá cùng Hiếu Minh. Vậy các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0919182233 2233 hoặc số Viettel là 0389840238 để em tư vấn và lên đơn ship code CD bác nhé. Hoặc các bác có thể đến cửa hàng em số 451 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để nhân viên hướng dẫn và tư vấn đầu lối. Và cũng cảm ơn tất cả các bác đã xem cũng như ủng hộ video của Hiếu Minh. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.